Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác đã quay lại kênh. Tiếp tục thì bên em lại giới thiệu cho cả bác một đôi boots hiếm hiếm gặp nhà bác nha. Thì hôm trước bên em có lên cho tất cả bác một đôi 4102 rồi, 4102. Thì cái đôi đó em tại quay ngoài trời nên là nó gió nó hơi to, nó hơi ồn các bác. Xem có bác thấy rất là khó chịu đấy, nên là cái đôi này thì em cố gắng là em đưa vào phòng em quay cho nó yên tĩnh nha. Đấy, đôi này là đôi 9702, đôi này là đôi 9702 và cũng đời là cái đời lớn nhất của đời LT đấy, của đời LT nha bác nha. Đấy, đôi này là đôi lớn nhất. Về thiết kế thì có bác thấy là nó tương tự giống như là 4402. Đấy, nhưng mà nó sẽ khác về cái kích thước của thùng thùng loa. Còn về cái cấu hình là nó như nhau nha. Cấu hình như nhau, còn nó chỉ khác về cái kích thước của thùng loa thôi. Đấy. Về kích thước á thì cái chiều ngang này, cái chiều ngang của cái thùng này thì nó rộng hơn. Nhưng mà về cái chiều sâu thì nó sẽ ngắn hơn là cái con 4402. Thì em sẽ đo luôn cái kích thước của cái loa này để cho tất cả bác tham khảo luôn nha. Đấy. Thì cái chiều ngang của con này á, chiều rộng của con này là nó 57, còn cái con cái con 4402 thì nó chỉ có 49 thôi nha. Nó chỉ 49 thôi. 49 là ngay này. Đấy, còn cái 9702 là nó 57 nha. Đấy, 57. Chiều sâu của con 9702 thì nó sẽ là 41, còn ở cái con 4402 thì nó sẽ là 51 nha. Đấy, còn chiều cao thì nó như nhau thôi. Chiều cao là nó như nhau nha bác nha. Chiều cao nó vẫn là 87. Đấy, chiều cao vẫn là 87 nha. Đó chỉ khác về cái kích thước chiều rộng và như chiều sâu đấy. Đấy. Rộng thì cái con 9702 thì nó sẽ rộng hơn. Còn sâu thì cái con 4402 nó sẽ sâu hơn. Đấy. Rồi, thì ở đây thì bên em cũng về được một cặp là có đài đấu canh. Có đài đấu canh nha. Thì hôm trước thì em cũng có hai cặp, là một cặp 9702 và một cặp 4402. Trong đó là có một cặp 9702 thì không có canh và 4402 thì nó có canh. Của hai cặp đó em cũng đã bán hết rồi bác nha. Đã bán hết rồi. Thì em vừa mới về được hai cặp nữa, hai cặp này đều có canh nguyên bản nó hết nha. Đấy, canh rất đẹp này, logo Boss này bác nha. Bên trong cũng có logo Boss nè. Dòng này thì anh em quay rất là nhiều cho tất cả bác rồi. Về hình thức thì đôi lo này thì nó vẫn còn rất là đẹp. Thiết kế của nó cũng đều là thùng nhôm hết nha bác nha. Vách khung đều là nhôm hết. Đấy, con này thì về có vài chỗ nó bị cắn mốt. Đấy, vài chỗ bị cắn mốt này, một chỗ này, hai chỗ này. Đây bác nha. Thì nó nhôm thì nó không có thể mà tránh khối. Bên trên này thì nó không có một chỗ này bác nha. Có mốt cái cạnh này. Thì nói chung hàng có sàn quay như vậy cho cả bác để các bác dễ tham khảo hơn. Đấy. Còn về tất cả thì hàng tương đối đẹp. Với những con này thì nó như thế này là hàng đẹp rồi đó nha. Hàng bãi này nó không có thể tránh khỏi được những xước sát của con mốt, đặc biệt nó là thùng nhôm nữa, thùng nhôm nữa nha bác nha. Đấy. Rồi đó là mặt trước nha bác. Mặt trước của con này thì quá ok rồi. Mặt trước thì nó chúng ta cũng không có gì để mà xem được. Đấy, chúng ta chỉ xem được phía sau thôi. Mặt trước thì may thì chúng ta có xem được cái màng lo phía bên trong thôi. Màng lo thì bên em là nói chung là bao dinh nguyên bản hết rồi và hàng màng rất là đẹp luôn nên các bác yên tâm. Đấy. Rồi em sẽ quay đằng sau. Đấy, chủ yếu là ta xem cái nội thất nó ngồi đằng sau nha bác, để cho bác xem cho nó dễ. Thì em sẽ quay cái lo ra phía ánh sáng hơn. Đây, thiết kế ngồi đằng sau thì nó như thế này. Ngồi đằng sau là nó như thế này nha bác nha. Thì nó giống như là 4402 thì nó không khác gì hết nha. Đấy. ngồi sau thì nó vẫn có một cái hộp nhôm như thế này bác nha. Hộp nhôm để
mở ra và chúng ta sẽ thấy được là cái cụ chép phân tầng và cũng như là bốn cái cụ mic phía dưới nha. Đấy. Rồi em sẽ tháo ra để cho bác xem cho nhanh. Để tháo được cái nắp này thì chúng ta sẽ cạy này nhẹ ở phía dưới này nha bác nha. Nó có bốn cái ngàm thì nó sẽ lên. Đó, nhẹ nhàng thôi nha. Đấy. Thì tháo nắp ra thì mở nắp ra thì chúng ta thì thấy được mạch bên trong dung phay nó rất là mới và đẹp này. Đấy, rất mới và đẹp. Và phía bên cái nắp này thì chúng ta sẽ có cái logo là Boss Baralei LT9702 hai là mã nha. Đấy. 9702 là mã vạch ID, số ID có đầy đủ nha. Đấy, quá đẹp luôn nha bác. Rồi. Bên này thì em cũng tháo luôn để cho các bác xem được hai bên. Đây, bên trong này thì cũng vậy nha bác nha. Đấy. Đẹp luôn. Boss Baralei 9702 LT. Tên bằng hai là mã nha. Rồi ok, thì đây là phía bên trong của cái đôi lo này, thì các bác thấy là quá khủng khiếp. Đó. Thì ở đây thì các bác nhìn là nó quá mới quá đẹp nha. Đấy, đây. Quá mới quá đẹp luôn. Đây là hai cú chép của cái cặp lo này. À, chép nó là từ 22 con 100 nha bác nhá. Từ 22 con 100. Đấy, quá khủng nha. Hàng Made in Yura, sản xuất tại Yura. Đó. Số series number model đầy đủ nha. Ở phía dưới là chúng ta sẽ có hai quả tụ. Nói chung là cấu hình là nó giống như là 4402, không có khác gì nha bác nhá. Chỉ nó khác về kích thước của cái thùng thôi. Đấy. Cuộn cám này. Ở phía dưới này là bốn cú chép, thì em sẽ tháo cho các bác xem. Đấy. Tương tự bên này cũng vậy nha. Thùng là thùng nhôm nhưng mà phía bên trong này thì nó đánh một cái lớp keo keo cứng nha bác nhá, keo cứng keo như xốp cứng đó. Đấy. Đánh một lớp mút cứng như này. Phía bên trong này. Đây. À, tất cả đều bánh hết nha bác nha, như giống như một cái lốp xốp cứng mà người ta làm trong xây dựng đó bác. Quá đẹp nha. Phía dưới này là bốn cái cụ mic nha bác nha, quá chép không bố nha bác. Quá chép này thì các bác nghe là bao phê với cái phần kích thước của lo, nó kéo về cái chiều rộng, nó rộng hơn thì cái phần tán âm của cái đôi lo 9702 này nó sẽ phủ rộng hơn, là cái đôi lo, cái độ phủ sóng của nó sẽ rộng hơn, cái không gian nó sẽ rộng hơn so với là cái đôi lo 4402 nha bác nhé. Rồi em sẽ tháo một bên cu chép cho tất cả bác, cu mic cho tất cả bác cùng còn theo dõi nha, còn theo dõi vào phía bên trong của cái mic này. Đấy, chúng ta sẽ tháo cái nắp này ra. Nói chung là chúng ta chỉ xem được cái cấu thôi nha bác nhé. Còn ở phía bên trong thì phải tháo hết nguyên cái hộp này ra thì nó rất mất thời gian và cũng như rất là khó tháo nha bác. Tại vì cái này thì nó tích hợp phay nhôm CNC. Đấy, CNC nó được lắp ghép theo các cái kết cấu mỏng, rất là khó tháo luôn. Đấy, nên là các bác thông cảm. Em quay thì các bác hàng lại bên em bao ship nguyên bản. Tháo không được thì nói không được nha. Đấy, đây các bác. Hàng các bác nó có một lớp mút bên trong rất là êm. Bên ngoài là nhôm phay này. Đấy. Đây, thì em quay cho các bác xem như thế này. Thì các bác nhìn như thế này thì các bác biết rồi, nó rất là khó tháo nha. Đấy. Đấy. Làm cái tất cả các cái chốt như thế này, chốt ngàm như thế này. Đấy. Cực kỳ là khó tháo luôn. Nó xây và lắp ghép như thế này thì các bác biết rồi. Đấy.
Đây thì các bác thấy là cũ lo này, còn vàng ươm long lanh bảy màu bằng mặt nha. Mic của nó là mic mic bass 14 nha. Bass 14. Đấy, gồm 4 quả như thế này. Đấy, các bác màng màng nó rồi còn đỏ luôn. Quá đẹp. Mà cực kỳ là đẹp luôn nha bác nhé. Đấy, chúng ta sẽ thấy nhiều cái nhện lo côn lo bên trong là nó còn quá mới. Đấy. Bên trong này thì nó gồm 4 quả. Đấy, 1 2 này, bên này 2 là 3 4 này, các bác nhìn quá rõ ràng và cực kỳ là đẹp luôn nha bác nhé. Cái hàng mới toanh. Nằm trong này thì nó rất là mới, nó không có tí bụi nào luôn bác. Đó, không có tí bụi nào vì nó rất là kín nhé. Nó nằm trong này là cực kỳ là kín luôn. Đấy. Rồi thì đó là cái cấu hình của cái cặp Bose LT 9702. Ở đây thì các bác thấy là trên này thì nó dập in số ngày tháng này, ngày 11 tháng 2 năm 2000 nhé, sản xuất ngày 11 tháng 2 năm 2000 nha bác nhé. Giống như bên này cái thùng này thì nó sản xuất ngày 14 tháng 6 năm 2000. Nói chung là nó sản xuất vào những năm 2000 của đời này. Còn về cặp thì nó không có trùng cặp đâu nha bác nhé. Nó không phải là mấy cái hàng này nó không bao giờ nó trùng đôi đâu, trùng số series đâu, trùng ngày tháng đâu. Nên là các bác nó sẽ khác cái ngày sản xuất nha. Nó đều là sản xuất năm 2000 thôi. Còn đây thì chúng ta sẽ xem được cái thông tin phía bên dưới. Đây, Bose Panerai LT9702TM. Đấy, dòng Panerai nha. Dòng này thì các bác chơi là các bác chơi là phải có súp nha. Đấy, có súp bass thì mới chơi được. Ở dòng này chủ yếu là chúng ta về dây cao và dây trầm. Xin lỗi bác, về dây cao và dây mix. Đấy. Chuyên lời karaoke. Chúng ta có hai cái cổng đường vào, đó là đường Nutrix, một bên là Biam, đánh phần Biam. Chúng ta sẽ lấy hai dây riêng biệt, đó là dây mic và dây chép. Đấy. Còn bên jack Nutrix bên này chúng ta sẽ có phần full thì nó đánh đều ra cả hai dây nhé. Thì con này thì lo này thì nó sản xuất tại Canada, Make in Canada này bác nhá. Đấy, và hàng là Yoda. Đấy, Bose tem cơ thì còn quá là mới luôn, rất đẹp. Rồi ok thì em sẽ quay cho các bác xem ở phía dưới này một tí nhá. Dưới này thì nó còn có cái tem nữa này bác. Bose này. Quá mới, quá đẹp. Ok luôn. Rồi đó là hình thức của cái loa 9702 thì bên em chỉ có một cặp nha, bên em chỉ có một cặp. Thì hiện tại là 4402 em có một cặp và 9702 có một cặp. 4402 có giá là 21.500.000, còn 9702 có giá là 23.500.000 nha bác nhé. 9702 có giá là 23.500.000, đắt hơn 2.000.000 cho so với đời nhỏ hơn là đời 4402. Đấy, thì các bác có nào có nhu cầu mua sản phẩm nào thì liên hệ cho Phong nhé. Đồ lo này thì nó cực kỳ là hiếm hàng nhỏ nha, về nó không có hàng số lượng đâu. Đấy, nó một hai cặp thôi chứ không có hàng số lượng nha. Dòng này thì các bác em bao cho các bác những không gian mà 6, 70, 80 mét vuông. Đấy, không gian ngoài trời các bác quốc cho em cái cặp súp cái cặp súp đơn 50 thôi, một cặp súp đơn 50 hoặc là hai quả súp bốt 52B, hoặc là các bác có thể chơi một quả full chơi một quả súp kép thì cũng được, súp kép 50. Đấy. Còn các bác nào muốn ok hơn, bắt sâu hơn, mạnh mẽ hơn thì có thể là thêm súp. Đấy, chứ còn nếu mà một quả súp kép 50 đấy, thì nó ok, nó đủ bao cả cái dãy, nó vừa đủ bao cái với cái cặp lo này luôn. Đó. Cái độ phủ sóng của cặp lo này thì nó rất là ác nha bác nhá. Tiếng nó rất là hay, rất là sáng và phủ sóng cực kỳ là xa, dãy rộng là các bác karaoke. Với cái bộ này thì các bác karaoke không phải cần
không cần phải ghép lo trả lời thêm nha bác nha. Đấy, không cần phải ghép lo trả lời thêm. Các bác karaoke cực kỳ là nhẹ nhàng luôn, tiếng rất là hay. Đó. Rồi ok bác nha. Thì những dòng này thì bên em cũng đã có những video test ở những cái cặp trước rồi. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em và cũng như là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi đường link qua cho các bác xem. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho có Hồng Hoa xuống tuổi trên tấm biển màn hình, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nhé. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.